anh chị sẽ thực hiện công thức này trong 3 ngày liên tiếp rồi ngưng lại. Thời gian thực hiện là 5 phút 30 giây và chỉ cần một lần một ngày thôi. Đầu tiên cô bác anh chị sẽ chỉnh thời gian xong và đọc hợp nhất NLG chống đồng văn tầng lớp 3 cầu nguyện cho tất cả tổ tiên ông bà, đọc một lần. Bước 2, hợp nhất 3 lần vào não bộ của mình. Đọc hợp nhất lần 1 thì hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ. Hợp nhất lần 2 cũng tương tự như vậy và hợp nhất lần 3. Sau bước 2 thì chúng ta sẽ hợp nhất vào bàn thờ nơi tất cả tổ tiên ông bà an vị. Sẽ vừa đọc hợp nhất vừa hình dung năng lượng từ não bộ của mình vào bàn thờ nha. Đưa vào bàn thờ 3 lần. Và bước 4 thì sau khi gửi 3 lần xong thì bước 4 là còn khoảng gần 5 phút còn lại đó. Cô bác anh chị sẽ thứ nhất là vừa dùng tâm sự nói đến lòng biết ơn hoặc là những cái điều gì mà các anh chị muốn nói với tất cả tổ tiên ông bà nội ngoại hai bên. Xong sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả linh hồn tổ tiên ông bà nội ngoại hai bên và các linh hồn có duyên nghiệp thì nương theo energy chống đồng băng tầng lớp 3 trở về khối sáng. Giống khi nãy Thùy Trang nói đó, mình đọc xong mình cầu nguyện, mình tặng cho họ một tấm vé thì họ quyết định khi nào họ đi là quyền của họ. Cho nên là cô anh chị không phải lo. Và có một cái điểm lưu ý ở đây, cô anh chị có thể mua 13 hoa hướng dương, giống như khi nãy cái giống như trong bức hình này cũng có này, 13 hoa hướng dương. Cô anh chị để ở trên bàn thờ một nơi mình cảm thấy là trang trọng nhất. Nếu mà không có hoa hướng dương thì sao, hoa nào cũng được hết, nhưng mà tại vì chọn hoa hướng dương chúng tôi nói là nó là thể hiện một cái sự hướng thượng, nghĩa là hướng lên trên, bày tỏ cái lòng biết ơn, ân tình, ân nghĩa đối với tổ tiên ông bà của chúng ta nha. Còn nếu mà ví dụ cô bác anh chị nào ở những cái vùng bây giờ vẫn có những vùng đang bị dịch quá, mình không có đi lại được, cũng không đặt online được chẳng hạn, thì cũng không sao. Mình có dù trong nhà mình có một cái nơi nào mình thấy để trang trọng nhất thì mình giống như mình để bày tỏ lên thôi. Công thức cầu nguyện cho tổ tiên ông bà. Thời gian 5 phút 30 giây, liên tục mỗi ngày một lần trong 3 ngày liền rồi ngưng. Bắt đầu, đọc thầm, hợp nhất energy chống đồng băng tần lớp 3, cầu nguyện cho tất cả tổ tiên ông bà. Đọc thầm, hợp nhất lần 1, hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ. Hợp nhất lần 2, hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ. Hợp nhất lần 3, hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ. Tiếp tục đọc thầm, hợp nhất lần 1, hình dung năng lượng từ não bộ vào bàn thờ tất cả tổ tiên ông bà an vị. Hợp nhất lần 2, hình dung năng lượng từ não bộ vào bàn thờ tất cả tổ tiên ông bà an vị. Hợp nhất lần 3, hình dung năng lượng từ não bộ vào bàn thờ tất cả tổ tiên ông bà an vị.
cầu nguyện cho tất cả ông bà, tổ tiên nội ngoại hai bên và các linh hồn có duyên nghiệp nương theo energy chống đồng băng tần lớp 3 trở về khối sáng